Mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng như hạng xuất gia lo cho đại chúng, lo cho bệnh hoạn ốm đau, nhà cửa sập, đói rách đồ này kia đó, mà chính là Đức Thầy giới thiệu. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ không dụng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rài vàng lộn dưới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Thành ra coi như bây giờ ở đất nước Việt Nam cùng của mình, là coi như đồng bào và xã hội biết lo cho dân nghèo, đó là có cái tâm Phật, đó là Phật tiên tại thế đó quý vị. Chứ không có kiếm Phật ở đâu mà có hồ quang. Phật mà biết thương người, biết giúp đỡ cho người và biết có lợi lạc cho mọi người hết trơn, đó là cho đó là cái tấm lòng của Phật đó, thấy không? Thành ra coi như tôi thấy tôi độc thân mà coi như mà tôi làm đó, Đức Thầy nói coi như là về cực lạc mới là hết khổ, mà tôi thấy tôi làm ở cực lạc ở thế gian này đó, tôi độ được một người mà coi như là nhà cửa mà người ta cất lên rồi thì ta bớt chánh cơn phong vũ, đó là coi như cực lạc tại thế gian. Thành ra người ta an lạc, an vui, ta bớt khổ thì tất nhiên người ta tu mới đặng. Thành ra coi như mình phải giúp tiền tài, vật chất, gạo thóc của cải này cho người quý vị người ta, gọi là cái đó, gọi là cái đó là cái hà thực hiện của mình, gọi là hạnh giáo. Ngôn giáo là gì? Ngôn giáo là đem cái lời phương pháp của Đức Phật và Đức Thầy để nhắc nhở cho quý vị người ta nghe đi về con đường chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và chú Sáu thân ái kính chào tất cả vị. Ngày hôm nay Tiến Dũng và em Châu Phú, kênh Châu Phú Thiên Cấm Sơn, đến nơi phòng y học cổ truyền của chú Sáu để trợ duyên những phần tiện tài của các mạnh thường quân đã trợ giúp cho chú Sáu để lo cho bà con khó khăn, những người bệnh nhân và những phòng thuốc nam cũng như là chạy hồng. Thì cũng còn thời gian cho nên là Tiến Dũng cũng xin được thọ giáo chú Sáu đôi điều về kinh nghiệm của đường tu học của chú Sáu cũng như là giúp đỡ cho bà con đó. Dạ, kính thưa chú Sáu, thì cho con được hỏi chú Sáu là như thế này, tại sao chú Sáu lại chọn cái con đường cư sĩ độc thân để mà lo cho bá tánh mà không có lo cho riêng mình, cũng như là rất là nhiều người như là ta phải lập gia đình rồi lo cho vợ cho con, rồi phải chạy theo cái cuộc sống của bên ngoài, mà chú Sáu là chọn cái con đường tu sĩ. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật và Đức Thầy, và kính thưa mấy cháu gọi là Tấn Dũng và Châu Phú và cháu Tèo. Hôm nay là ngày 20 tháng tươi năm Tân Sửu, cùng mà mấy cháu đến đây để quay một cái cuồng phim để cho bệnh nhân, trước đó là để trợ giúp cho bệnh nhân, để trợ giúp một số tiền để lo cho trang trải cho phòng thuốc và chạy hòm và cho nhân công. Sau đây là mấy cháu hỏi coi như tại sao tu sĩ mà coi như chú tu mà độc thân, chọn con đường độc thân. Và xin tôi xin trả lời, vì gì coi như Đức Thầy nói đó, trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo, gái tiết chinh mới đáng gái nam chào, lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Thành ra tôi thấy cái thời gian này đó, lúc trước tôi tu lúc đó là năm 14, 15 tuổi, đến năm nay là 60 tròn. Mà khi mà tôi chọn con đường tu này đó, là tôi độc thân đây đó, là tôi có lên tổ đình Phật giáo Hòa Hảo ở tổ đình đó, tại nhà của Đức Thầy, tôi nguyện giái.
Khi mà con còn ở thế gian này, con nguyện giải độc thân này để giúp ích cho xã hội, cho bệnh nhân và cho những quý vị tàn tật, nhà cửa này kia. Cái đó là tất nhiên cái tấm lòng của Bồ Tát, mà chính là cậu hai, ngài là đệ tử của Đức Thầy nói. Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ, độ chúng sanh không hề bỏ một ai. Lòng thương yêu khắp nhân loài, không hề thấy một ai khổ trần. Đường chân chánh trên hơn tất cả, nẻo nhiệm màu đâu có chi bì. Muôn người gõ tánh từ bi, cho nên Phật bảo con đi phiên đời. Con ơi, nếu con người vong bổn, ghiêng lợi danh, ghiêng sống cá nhân, nếu còn có cuộc tranh phân, ấy là vốn tánh phàm trần xưa kia. Thành ra tôi chọn một cái con đường này đi, để lo cho đồng bào và xã hội, lo cho Phật Pháp, và không còn vướng bận gia đình. Bị gì tu sĩ mà vướng bận gia đình rồi đó thì không có làm lo cho xã hội, cho bệnh nhân được, như nha, này kia trong nước mình được, trong và ngoài được. Thành ra để cái tâm có cái bài tình yêu đó, Đức Thầy đọc qua cái bài tình yêu đó, Đức Thầy nói ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí phải xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Vừa qua Đức Thầy là một giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, gọi là Đức Quỳnh giáo chủ, mà Ngài còn yêu như thế. Còn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải làm theo lời Thầy dạy, mà chính là Đức Thầy nói làm theo lời chỉ thì Ngài gài gặp ta. Thành ra tôi nghe cái giáo pháp của Đức Phật và Đức Thầy, tôi thật thi theo để tôi làm những cái công việc là cho xã hội đây, để độc thân mới làm được. Thành ra mà coi như là tôi làm từ hồi lúc mà tôi khởi hành, tôi làm tới bây giờ là năm nay tròn là 35 năm, sơn trường lắm. Thành ra lo mà vui, mà quý vị mà khổ mà lo cho xã hội là vui, thấy không? Có một cái giai đoạn Đức Thầy nói đó, cái hạn xuất gia đó trong Hòa Hảo đó là hao hoặc cờ xuất gia của nhà sư đó, Đức Thầy nói gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn đã ly khai với gia đình, với quê hương bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hay quạt núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, rồi mà trí tuệ hầu giảng giải cho thập phương bá tánh để hoài đầu nghe. Gia đình nhà cửa của nhà sư thì cả thế gian, thân quyến của nhà sư thì khắp cả nhân loại đại đồng. Hạng ấy dốt tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Đây là hạng xuất gia quý vị. Mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng như hạng xuất gia, lo cho đại chúng, lo cho bệnh hoạn ốm đau, nhà cửa sập, đói gách đồ này kia đó, mà chính là Đức Thầy giới thiệu. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ không dụng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rài vàng lộn dưới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Thành ra coi như bây giờ ở đất nước Việt Nam cùng của mình, là coi như đồng bào và xã hội biết lo cho dân nghèo, đó là có cái tâm Phật, đó là Phật tiên tại thế đó quý vị. Chứ không có kiếm Phật ở đâu mà có hồ quang. Phật mà biết thương người, biết giúp đỡ cho người và biết có lợi lạc cho mọi người hết trơn, đó là cái tấm lòng của Phật đó, nghe không? Thành ra coi như tôi thấy tôi độc thân,
mà coi như mà tu làm đó, Đức Thầy nói coi như là về cực lạc mới là hết khổ. Mà tu thấy tu làm ở cực lạc ở thế gian này đó, tu độ được một người mà coi như là nhà cửa mà người ta cất lên rồi thì ta bớt chánh cơn phong vũ, đó là coi như cực lạc tại thế gian. Thành ra người ta an lạc, an vui, ta bớt khổ thì tất nhiên người ta tu mới đặng. Thành ra coi như mình phải giúp tiền tài, vật chất, gạo thóc của cải này cho người quý vị, người ta gọi là cái đó, gọi là cái đó là cái hà thực hiện của mình, gọi là hạnh giáo. Ngôn giáo là gì? Ngôn giáo là đem cái lời phương pháp của Đức Phật và Đức Thầy để nhắc nhở cho quý vị người ta nghe đi về con đường chánh pháp để lo cho xã hội và lo cho đồng bào còn bệnh khổ nhiều lắm quý vị ơi. Đó là ngôn giáo, mà chính là Đức Thầy nó ngôn từ đạo hạnh ý thầy phiên, hạnh đức ân cần gắng tập chiên, thất tổ củ quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sao đường duyên, vô thượng thậm thâm dĩ triền, trăm tâm ngôn chép gạch để đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xích danh từ dốc dạy phiên. Thành ra tôi hàng cư sĩ tại gia, thành ra coi như tôi phải thực thi theo lời của Đức Thầy dạy. Thành ra coi như từ mà hồi lúc mà tôi đi tới bây giờ đó, thì tôi làm những cái công chuyện là coi như cái gì tôi cũng làm để coi như là ba tánh khổ là tôi cũng giúp. Mà đến năm nay là có cháu Châu Phú và Tấn Dũng và cháu Tèo để quay lên cái cuồng phiên để trợ giúp tiếp tôi, chứ quá sức quá đuối rồi. Thành ra coi như Đức Thầy có một giai đoạn Đức Thầy nói thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân, nếu thế gian còn chỗ mê tân thì ta chẳng yên vui cực lạc. Thành ra quý vị ơi, bây giờ có cái gì đâu bằng cái chữ tu. Gọi là tu là bớt khổ, gọi là tu là coi như là sẽ giải cái nghiệp của mình. Mình phóng sanh mà tu, mà phóng sanh mà giúp ích cho đời thì ngày đó là coi như là giải cái nghiệp ngày đó. Mình làm một ngày đó giải nghiệp cứ bằng một năm đó quý vị. Thành ra cái tu là sửa xấu thành tốt, sửa dốt thành thông, sửa công thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, sửa chúng sanh chứng thành quả Phật. Tại sao sửa vậy? Mà chính là Đức Thầy nói nếu thiệt người thì biết thương người. Mình có cái tâm Phật rồi, giàu nhỏ lớn gì, cái gì mình cũng phải nói thiệt, đó là tâm Phật. Còn cái tâm xảo là mình nói cháo chết, đó là cái người đó coi cái đó là tất nhiên là tâm xảo. Thành ra Phật Đức Thầy nói đó, người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn, đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi phe phan tài cán, người hiểu rành mới cò càng thêm chán, cho bằng ta bỏ lối chơi chiêu quý vị ơi. Thành ra tôi thực thi thực hành theo cái là giáo pháp của Đức Thầy. Đức Thầy khi Đức Thầy ra cái giáo pháp, đến năm nay Đức Thầy vắng mặt là 70 mấy năm. Đức Thầy năm nay 103 tuổi quý vị, là tuổi coi như con tuổi con dê, gọi là Đức Thầy là 103 tuổi. Khi Đức Thầy mở đạo thì Đức Thầy năm đó Đức Thầy là 1939 tại Hòa Hảo, là Đức Thầy mở đạo đó, là năm đó Đức Thầy 21 tròn tuổi đầu. Khi Thầy vắng mặt đến vắng mặt đó, Thầy 27 tuổi lẻ 8 tháng, chưa có được gần 28 tuổi. Khi Thầy vắng mặt tới bây giờ, Thầy cũng khuyên mình ra đi để lại một bài phiên trong bổn đạo hôm mai ghèn lòng. Bài đó là bài gì quý vị biết không? Dạ thưa, đúng là Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi dốt tôi không biết chữ, mà nhờ Phật nhờ Thầy độ, thành ra tôi nói thì tôi nói vậy thôi. Cái bài đó là cái bài quy y. Đức Thầy nói quy y thì phải hành y, giữ lòng thanh tịnh mà từ bi giúp đời quý vị ơi. Như thời gian này mà mấy cháu được quay phim để trợ giúp cho dân nghèo, đó là cái tấm lòng Bồ Tát của Phật. Tôi nguyện mười phương chư Phật và oai linh của Đức Phật và Đức Thầy
và đức cố quản ông Nguyễn Trung Trực, và quý vị gắng lo làm những cái công việc này. Thời kỳ này mình gắng mình tu đó là gì, chứ không có thiên cơ thời cuộc. Còn cái cuộc đời của mình tới là tất nhiên, mình chết đó là tới, bỏ cái cuộc đời mình thôi. Uổng cho mình thời kỳ gian này đó, mình còn cái xác thân này mà mình không giúp ích cho đời là coi như nó uổng. Thấy không, đức thầy chỉ dạy cho mình đó là coi như là khi mà bệnh hoạn ốm đau gì đó, đức Phật thầy Tây An nói tình thương xã hội giúp cơn thiết cần, ơn tổ tiên dành phần con cháu. Đó những lời dạy bảo thầy phiên, con ơi phải khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn. Thành ra cái tu này quý vị ơi, tu nó nhàn dữ lắm, mà độc thân nó cũng nhàn đó. Cũng như cái người mà có gia đình thì lỡ tạo rồi, có gia đình rồi cũng như chiếc xe lôi mà kéo cái thùng sao ở đó quý vị. Còn cái độc thân này đó là cũng như chiếc xe đạp chạy không có cái thùng, thành ra muốn độ ai cũng được, thành ra muốn giúp ai cũng được. Còn có gia đình mình phải thông qua với gia đình, vợ con này kia đồng ý mình giúp mới nó mới có cái phước. Thành ra từ cái chỗ đó tôi không lập gia đình để là mà độc thân như vậy để giúp ích cho đời, là cái tâm đó là cái tâm của Phật và Bồ Tát. Và thực thi tôi làm tới năm nay đó là coi như là thực hiện như vậy đó, là sơn trường lắm quý vị. Thành ra bây giờ coi như cái pháp của đức thầy đó là cái giáo pháp, cái chánh pháp của đức thầy để lại cho mình đó là cái bài quy y này đó, thì quy y thì phải hành y giữ lòng thanh tịnh mà từ bi giúp đời. Cái chữ quy thì là về, y là dâng lời theo khuôn mẫu Phật, từ thiện cách nào đắc đạo dạy ta thì ta làm, phải làm từ thiện theo cách nấy. Thấy không, thành ra mình bây giờ mình là chúng sanh mà Phật dạy thì mình phải gắng nghe lời. Thấy không, thành coi như trong cái bài mà tặng cho bác sĩ Cao Chiều Lợi đó, tôi xin đọc lại cái bài tặng cho bác sĩ Cao Chiều Lợi. Nam mô A Di Đà Phật, gửi ít hàng thăm mong bác sĩ cầu chúc ông phước trì được lai tăng, cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bằng tăng vào cảnh ngộ. Xuống Bạc Liêu chưa bao nhiêu độ bóng ruột tầm, quằn quằn gớt đau phần thương dân phổi heo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mãi. Cũng nhận được trần hoàng là khổ hải, giáo tầm đường phong dạy cho thân tâm, dìu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới. Hoàn cảnh chẳng gặp mà hồi lai thời ẩn nhẫn hoài, chờ đợi dân hành thông, chớ ơn ông tôi dễ quên nào,
muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp ơi. Nếu ông có vui lòng dùng nạp to dài hàng gọi đáp ơn ấy nhau phần phước duyên nguyện để về sau khi thông thả sẽ đến chào lời cảm tạ. Cảm ơn ông tặng thuốc Tây Phương khâu giúp bằng tăng lúc đoạn trường nhưng bệnh trầm ô nên chẳng mạnh nợ trần bác tính hời còn dương dương dân trong dòng nơi cương tối lòng nào mà chẳng xót thương chung bao giờ đạo pháp ta thông đạt quyết cứu sanh linh cảnh não nồng thôi cũng yên lòng nơi số phận chờ dẫn tới sẽ tuôn mây về trên thượng giới đền kim phiết tâu lại trần gian cơ sự này. Thành ra quý vị ơi, tu đây coi như mình thấy đó là nó giải thoát gốc gáo, là giải thoát hàng ngày. Coi như mình lo cho đại, cho dân chúng xã hội đồ này kia khỏi bệnh hoạn, khỏi ốm đau, gây sự hòa hảo cho tự và đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho quê hương xứ sở. Thành ra tôi chọn con đường độc thân này, tôi tu lâu rồi, lúc đó là tôi là 14, 15 tuổi đó. Đến năm nay tôi thấy nó thấy nó nhàn hết sức để lo cho bá tánh đó. Ngày nào mà nếu tôi không lo được á thì ngày đó tôi bệnh, mà ngày nào tôi lo cho bá tánh được ngày đó tôi khỏe. Quý vị, cái tâm Bồ Tát tâm Phật gì đó, mà chính là Đức Thầy nói Đức Thầy nói là coi như là Đức Thầy dạy mình đó là hãy làm các công chuyện từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Đó Đức Thầy nói là mình thấy như vậy mình làm, mà nếu mà tròn đầy trong cái đạo hạnh, không có phạm tội gì hết trơn với đất nước và với đồng bào và xã hội, đó là Bồ Tát tại thế. Mà Đức Thầy dạy mình ráng tu để chết, chứ đừng có chờ chết đến mà chẳng có tu. Mình biết mình tu đây rồi một ngày mình lo cho xã hội rồi chết cũng được, giải thoát trong cái đời hành, cuộc hành đạo rồi quý vị. Và tới đây tôi xin cầu chúc cho cháu mà Tấn Dũng và cháu Châu Phú và cháu Tèo được nhiều sức khỏe để lo quay phim để trợ cho đồng bào và xã hội với quý vị bên ngoài Mỹ và Úc và Nga, hay là hoặc bên Pháp, hay là hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh và dưới Long Xuyên, hay các chỗ trong miền quê, để lo nhớ lo niệm Phật để giúp thế độ đời, giúp một người như vậy là tu bằng 10 kiển chùa. Quý vị ơi, tôi xin đến đây để hết, dừng bút. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mưa mười phương chư Phật và quay linh của tổ thầy và ông cụ Nguyễn Trung Trực để hồi hướng công đức cho quý vị ở ngoài và trong được nhiều sức khỏe, tránh qua cái bệnh dịch này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và dạ, con cũng xin cảm ơn chú Sáu đã chia sẻ về cái kinh nghiệm đường tu của mình, cũng như là nói cho con cháu biết về cái cách tu tăng hành thiện của trong giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy đã chỉ dạy cho tín đồ cũng như là Châu Phú và Tấn Dũng. Dạ, xin cảm ơn chú Sáu, chúc chú Sáu luôn luôn dồi dào sức khỏe. Nam mô A Di Đà. Kính chào tất cả quý vị và hẹn lại vị vào những video tiếp theo của chú Sáu nhé vị. Xin kính chào tất cả. Ok. Hey.
hay quá huynh ơi. Thì muốn nói có bắt đầu rồi nó làm cái tật cái chổng muốn nói nói không muốn nói thôi. Ờ vậy à. Ông thằng nó đó.